Xin chào, hôm nay mình sẽ quay một cái clip này là dài hơn hôm qua nha. Tại vì mình muốn cho mấy bạn xem là mình tạo cảnh nó như thế nào nha. Ví dụ như cái cây hiện tại bây giờ là cái cây này của mình nha mấy bạn. Cái cây này là khoảng 4 năm. Nhưng mà lúc mà mình cắt nhánh đó là mình có chừa nhánh quần nha mấy bạn. Mấy bạn để ý nha. Nhánh của mình hiện tại là ở dưới gốc mà dơ nó là lúc nào mình cũng chỉ là chừa hai nhánh chính nha. Mình chừa hai nhánh chính hoặc là ba nhánh thôi. Mấy bạn đừng nên ở dưới gốc mà lên nó là chừa nhiều nhánh không nên. Ví dụ thường thường là mình chừa hai nhánh hai bên là nhiều. Cái này là cái nhánh này nó còn đẹp cho nên mình chừa là nó thành ba nhánh chính nha. Nhưng trong ba nhánh chính này chúng ta phải chừa những nhánh phụ nha mấy bạn. Ví dụ như cái nhánh này đi, cái thân nó lên đi. Nó lên là từ ở dưới gốc này nè, chúng ta đừng có nên chừa nhánh. Tại sao biết không? Mình chừa nhánh ở dưới này á, là cái nhánh nó gai rất là thấp, mà khi mình chấm bông á, là nó sẽ bị mình phải ngồi xuống mình mới chấm được, cho nên là từ gốc lên. Mấy bạn khoảng chừng 5 tấc nha, mấy bạn phải lên đây mấy bạn hãy chừa nhánh. Tại vì mình chừa nhánh ở trên đây á, có nghĩa là nó ngang hàng với mình, cái nhánh nó ra mình chấm bông nó cũng dễ nha. Nhưng mà mình ở bên đây của mình đó là tụi mình dùng dây này nha, dùng dây như thế này. Nhưng mà cái dây này á, là mấy bạn biết không, mình xài á, là khoảng 3-4 năm là ok nha. Cái dây này xài 3-4 năm ok. Khi mà mấy bạn cột quá đừng có cột siết vô cái thân cây nha. Mấy bạn phải chừa ra một cái lỗ như thế này. Tại vì cái cây mãng cầu của mình nó càng ngày nó càng lớn, cho nên mấy bạn đừng bao giờ cột siết. Cột siết vô cái cọng dây nó sẽ ăn vào thịt mãng cầu nha, thịt cây mãng cầu nha. Tại vì hiện tại là mình quằn như thế này nha mấy bạn. Mình hiện giờ là mình đã có cây sẵn rồi, từ cây này mình quằn qua cây kia nha. Tại vì mình quằn như vậy á, là để cái dây này nó cố định nha. Cái dây này nó sẽ cố định, tiết kiệm dây. Nó dây tiết kiệm dây rồi mơi mốt á, mình có thể là lấy lại cọng dây này mình làm. Còn điểm thứ hai nữa là cái cây mãng cầu mấy bạn nên nhớ là phải chừa cho có nhánh nó nằm ngang nha. Nằm ngang. Rồi mấy bạn mà nếu mấy bạn mà tạo cành á, mấy bạn nên nhớ lúc mà mấy bạn cắt nhánh đầu chọc á, là cái nhánh này là tất cả nó đều có lá nha mấy bạn. Cái nhánh tất cả nó đều có lá. Khi mà chúng ta mà cắt đầu chọc rồi, cái lá của nó là mình không có dùng kéo mình cắt. Mấy bạn đừng nên dùng kéo mà cắt cái lá của nó nha. Mấy bạn đừng nên dùng kéo mà cắt từ lá, không có nên cắt như vậy. Là mình như vậy, mình dùng cái ngón tay mình tuốt một cái là nó sẽ gớt nha. Mình tuốt một cái, hiện giờ vườn của mình là mình đã cắt chọc rồi cho nên mình không có để cho mấy bạn xem được. Còn cái này quằn, cái cọng dây này mình quằn á, mình sẽ quấn vô cái thân cây, mà mấy bạn đừng nên quấn trúng cái mầm của nó. Mấy bạn quấn trúng cái mầm là cái mầm nó sẽ bị gãy bị hư nha. Mình quằn thì mình sẽ nên cẩn thận, đừng nên quấn trúng mầm. Tại vì cái cây này của mình là nó mầm nó đã ra nha, cho nên mình rất là cẩn thận. Dạng như mấy bạn nào mà mình làm ít vườn á, lúc mà mầm nó chưa ra là mình quấn là cũng được nha. Lúc mà mầm nó chưa ra mấy bạn quấn thì vẫn ok nha. Nó như vậy nha. Hiện tại mình sẽ cho nó như vậy. Ví dụ mấy bạn phải chia nha, cũng như mấy bạn nên chia ra cái cây cho nó đều. Chia cho nó đều cái cây như là mình quằn, lúc mà mình tạo cành mình chia cho nó đều. Một sợi dây mình có thể quấn hai cây. Đúng rồi, một sợi dây mình có thể ví dụ như mình nhìn cái nhánh bên đây với cái nhánh bên kia, mình một cái sợi dây có thể chúng ta sẽ quấn được hai dây. Và cái này hiện tại mình cũng có cái một cái nhánh quằn ở đây nè. Đó. Mình vẫn quấn vô nha. Nhớ là phải chừa nhánh nằm ngang nha. Những mấy bạn nên nhớ mình phải chừa nhánh nằm ngang. Đừng có chừa cái nhánh mà cái dạng cũng như là nó nằm đứng nha mấy bạn. Đây. Không có được chừa nhánh nằm đứng còn nha. Cái nhánh phải chĩa lên trời một góc 45 độ. Mấy bạn quằn nhánh á, cái lúc mà cái mùa này á, là nó rất là mềm. Ví dụ những nhánh nào mà nó không nghe lời mình á, mình cũng có thể là được quằn nha. Tại nó rất là nó rất là dễ, nó mềm lắm. Đừng có sợ nha mấy bạn. Đừng có trồng mãng cầu mà trồng thấp quá mình cực lắm. Tại vì sao cực? Mình phải bò ở dưới đất, mình phải chấm bông á, mình rất là cực. Thứ hai nữa, khi mà cái trái mà nó có trái rồi đó mà nó cũng quằn xuống đất nữa, nó quằn xuống đất cũng không có hay nha. Đó. Ví dụ như mấy bạn mà có mãng cầu mà trồng sát với nhau á, cây này kéo cây kia cũng ok, vẫn là ok nha. Nhớ là đừng bao giờ cột sát vô thân cây mãng cầu, mấy bạn nên chừa có không gian, tại cái cây mãng cầu nó sẽ bự nha. Rồi, nhánh bên đây là đã quằn 2 năm trước rồi nè, hoàn thiện rồi nè. Nó cái nhánh nó sẽ như vậy. Các bạn quằn giống như vậy là được. Không cần nhiều đâu, một nhánh chính và hai nhánh phụ nha. Mấy bạn quằn nên nhớ nha, là từ
lúc mà mình tạo cành là bắt đầu mấy bạn, hiện giờ có rất là nhiều bạn ở Việt Nam chỉ trồng cây mới có 1-2 năm thôi. Là có lúc 1-2 năm này nó rất là quan trọng, mình nên tạo cành nó lên cho nó an toàn nha. Là cái cây đó nó lên nó sẽ theo mình luôn. Đây, cho nó chỉ lên trời một góc 45 độ. Cho nó nhõng nhõng lên nha, đừng có quằn nó xuống nha. Tại vì cái cây mình là nó sẽ ăn lên, nó không có ăn xuống nha mấy bạn. Đừng có cho nó xuống nha, phải đưa nó lên. Nó lên như vậy nó mới mà hút được không khí, rồi bắt đầu những cái mầm ở chút này nó mới ra nha. Tại vì bữa hở mình chưa có quằn á, cho nên cái khúc này là nó chưa có ra mầm, nó chỉ ra cái khúc đầu nha mấy bạn. Cho nên mình phải quằn nó xuống cho nó mới ra, nó mới ra mầm nha. Công đã quằn xong một cái cây. Đây. Một nhánh chính và 4 nhánh phụ. Đây, đây. Đây. Nha. Rồi cái cây 2 năm đi à, cho bà bạn coi à. Cái cây này là mình mới ghép hồi năm rồi nha mấy bạn. Cái cây này là mới cái năm đầu tiên, năm nay là bắt đầu bước vào năm thứ 2 thôi. Năm thứ 2 mới bước qua nha, tại vì cây này là hồi năm rồi mình mới ghép nha. Giống ghép nó vẫn còn, cái này là mình mới ghép hồi năm rồi nó lên. Cho nên cái cây này là mình sẽ chỉ dẫn mấy bạn cách tạo cành cái cây này cho nó đơn giản nhất. Thường thường á là người ta ghép lên là bên mình đó là chỉ chừa có 2 nhánh thôi, là mình chừa 3 nhánh là tại vì mình sợ lúc mình quằn á, mình quằn nó sẽ bị tét ra. Cho nên trước khi mà mình sợ nó, cái nhánh nó thường chỗ này là nó hay bị tét, ví dụ như mình quằn ra nó hay bị tét lắm. Cho nên trước khi mình quằn mấy bạn sẽ nên cột một cọng dây như vậy nha. Mấy bạn nên cột một cọng dây cho nó giữ cái thân hình, tại vì nó có 2 cái mắt hai bên mấy bạn quằn ra. Ví dụ như những bạn nào á mà không muốn quằn á, mà dạng như là để cái cây nó dạng như nó lên mà cái dạng cũng như là không cần quằn á, thì mấy bạn cắt ngắn lại tí. Còn này bên mình đó là mình muốn chừa để mà mình quằn nha, cho nên là mình phải chừa dài. Còn ở đây là mình đã có cây dây, cái cọng dây này là hồi năm rồi là mình đã quằn sẵn rồi nè. Đó, năm rồi mình đã quằn sẵn rồi nha. Cho nên mình sẽ kéo qua nha mấy bạn sẽ cho nó đi ra đường nha, sẽ uống đó. Ví dụ như cái nhánh này mà lỡ mình không cẩn thận mà mình quằn nó gãy thì mình hãy sử dụng cái nhánh ở dưới nha. Còn ví dụ như mình mà quằn nó thành công thì mình không cần phải sử dụng nhánh ở dưới, tại vì mình sợ nó gãy cái nên mình mới chừa nha. Đây, mấy bạn sẽ quằn nó như thế này nha. Nó có mình, tại vì dây á, từ cây này mình kéo qua cây kia là dây nó đã có sẵn rồi mấy bạn biết không. Dây nó đã có sẵn rồi. Đó, mình sẽ để cho nó ra ngoài đường như vậy. Bước tiếp theo, ví dụ mà quằn nhánh này xong rồi sao? Rồi cái nhánh bên đây cũng vậy nha. Đây nó, bên đây nó cũng có nhánh rồi nè. Dây này là hồi năm rồi mình quằn, cho nên mình sẽ quằn cái nhánh này ra nha. Nhưng mà nhớ nha, quằn là phải mình phải làm cho nó dẻo thân trước. Các bạn sẽ nên làm dẻo thân đó nha. Đừng có quằn mà cái dạng như là mạnh tay quá rồi quằn xuống cái một không có được nha. Cái nhánh của nó rất là mềm. Các bạn có nên làm dẻo thân nó trước. Làm dẻo thân nó trước nha. Mà vừa thôi nghe trời, đừng có bẻ mạnh quá gãy nhỏ nghe trời. Làm cho nó dẻo thân rồi từ từ mình sẽ quằn đó. Mình muốn nó đi vào hướng nào là nó nghe lời mình đi vào hướng đó. Nó vậy đó, nó. Hai cây như thế này, mấy bạn chừa 2 nhánh chính như vậy thôi. Đây. Mấy bạn chừa 2 nhánh chính nó như vậy thôi nha. Đó, chừa 2 nhánh chính nó như vậy. Đừng có bẹt ra quá nha. Đừng có bẹt ra quá, cứ để cho nó như vậy là được, ok nha. Đó, còn có nhánh này là mình không lấy nữa, tại vì hiện giờ 2 nhánh này mình quằn đã thành công. Nhánh này mình bỏ. Rồi ví dụ mà nói đó, chỉ dạy cái bước tiếp theo năm sau là sẽ làm sao, năm sau nó còn sẽ ra nè. Cái này là năm này là năm đầu tiên. Rồi nó ra nhánh rồi này rồi sao? Ra nhánh rồi quằn tiếp. Rồi bắt đầu là đây nè, cây luôn nè, rồi chỉ rồi. Bước ra năm sau á, bước qua năm sau để mình nhìn có một cái cây gọi là ba cây năm thứ ba, bắt đầu mình bước qua năm sau ha. Những cái nhánh này nó sẽ ra từng nhánh, những cái nhánh ở chỗ này nó sẽ ra từng nhánh. Lúc mà mình cắt nhánh đẻ mình bạn phải nên chừa. Ở khúc dưới này là mình đừng có chừa cái nhánh này nha. Mình chừa từ trên đây trở lên. Mình chừa ở đây nhánh. Rồi cái mình chừa ở đây nhánh, mình chỉ chừa ra thêm 2 nhánh nữa. Là trong khi đó là bên đây có 2 nhánh, bên đây mấy bạn phải cắt ra xa ra chừa thêm 2 nhánh. Còn bên đây cũng như vậy, bên đây mình có thể chừa được 4 nhánh và bên đây chừa thêm 4 nhánh. Có nghĩa là mỗi một bên nó cộng đây là 8 nhánh và 2 nhánh chính nó sẽ thành 10 nhánh nha mấy bạn. Giống như cái này đó. Năm sau mình sẽ quằn như thế này. Đây, đó, năm sau đó, mình sẽ quằn như thế này. Cũng như là cái cây này là mình hồi xưa, cái gốc này là cái cây mãng cầu Bình Bác. Hồi xưa cái cây mãng cầu Bình Bác cái mình đã ghép lên này mấy bạn thấy không? Mình ghép lên cái mình cũng có cột 2 cọng dây. Nhưng bây giờ nó đã ăn vào thịt rồi nè. Đó. Cho nên khi mà nó ăn vào thịt á là mình phải cắt bỏ nha. Mình ăn vào thịt rồi mình cắt bỏ. Mình cắt bỏ xong rồi mình cột nó lại. Tại vì bên Đài Loan mình bão á, mình sợ bão gió lớn á, cho nên mình nó sợ nó tét ra làm hai nha. Mình phải cột nó lại.
các bạn nên cột nó lại nha. Cột xong rồi đây là hai nhánh chính, các bạn thấy không, hai nhánh chính của mình lên và nó sẽ có những nhánh phụ, nó từ trong đây mình chi gan gì. Rồi trong cái nhánh phụ này, cái nhánh bên đây cũng là cái nhánh phụ nữa đó, bên đây có một nhánh và ở bên đây là năm nay mình chừa cái nhánh này nha. Đây, năm nay là mình chừa cái nhánh này. Mấy bạn đừng nên trồng thấp, nó thật sự đừng nên trồng thấp nha, các bạn đừng nên trồng thấp. Tại vì á, mình trồng thấp quá, mình bò, mình chấm bông mình cũng bò, mình làm cái gì cũng bò, mình bọc măng cầu cũng bò, mà tới lúc mình thu hoạch mình cũng bò nữa nha. Thì mấy bạn đừng nên trồng thấp quá, thật sự đừng nên trồng thấp, mình nên trồng vừa vừa tới qua cái đầu mình tí xíu là được rồi. Đó. Mình sẽ chừa ra như thế này. Khi mà mình chừa ra mấy bạn là đừng có để quằn đọt, là cái đọt này với cái đọt kia nó đối đầu với nhau, mình phải chia ra. Ví dụ như mình phải ngăn cách nó gan gì, hoặc là bên đây nó ngăn cách gan gì nha. Nó gan gì mấy bạn phải chia ra. Bên đây với bên đây như vậy nè. Để cái chính giữa cái không gian này á, là mình không có, mình phải tiết kiệm đất nữa nha mấy bạn. Đây, ví dụ như cây này đã hoàn thiện xong đây. Như cái cây này nè, là mình đã hoàn thiện nè. Cái cây này cũng như là mình đã hoàn thiện cái cây của nó nè. Một cánh chính bự, hai nhánh lên dạ. hai nhánh chính nó lên. Và những nhánh phụ là cái tay nó ra, bên đây mình trừ hai nhánh. Bên đây mình trừ hai nhánh, nó ra là bốn nhánh nha. Đó, cái cây này lên cũng như vậy. Tại vì hiện tại nó ở bên đây cho nên nó dính với nhau, mình không có chừa. Mà chừa ở ngoài như vậy. Đó, mình phải chừa ở ngoài như vậy nha. Rồi cái này cao quá rồi, cao quá thì mình có dây sẵn nè, cái mình quằn nó xuống. Đó, mình quằn nó xuống. Còn ở bên đây cũng vậy, khi mà bên đó nó quằn qua thì bên đây mình cũng có nhánh quằn nha mấy bạn, bạn thấy không? Đó, ở đây bắt đầu mình cũng có nhánh mình quằn qua. Bởi vì dây này á, mình một bên á mình có thể sử dụng được hai lần nha. Mình đầu mình cột đầu này mình cột qua đầu kia nữa. Cho nên á, mấy bạn trồng măng cầu đừng có để lùn quá, các bạn đừng có để lùn quá. Nhưng mà mấy bạn để dài quá thì nó sẽ thụ xuống, cho nên mình phải mình phải lấy che mình chổi lên nha. Ví dụ như mấy bạn mà không để dài thì không cần phải lấy che chổi đâu, không cần. Còn bên mình á là tại vì mình muốn số lượng nhiều, mình phải cho nó đẻ 1 năm 2 lần để thu hoạch. Tại vì măng cầu 1 năm mà mấy bạn thu hoạch 1 năm 1 lần á, thu hoạch nó không có bằng 2 lần nha. 2 lần là mình thu hoạch 2 lần. Này. Mình phải quằn nó như thế này nha. Các bạn đừng có quằn trúng cái mầm của nó nha. Cái mầm của nó mà trúng thì nó sẽ rụng cái mầm. Tại vì bây giờ cái cây của mình bây giờ nó đã ra mầm rồi. Cho nên mình phải cẩn thận nha. Đó, mình quằn như thế này, một nhánh nè, hai nhánh nè, đây thêm nhánh nữa là ba nhánh nè. Đó. Đây thêm nhánh nữa ba, nhưng mà mình ở đây mình có dây sẵn này. Dây này là dây cũ hồi năm rồi của mình có sẵn nè. Đã như những cái cọng dây này là chúng ta tận dụng được, tại dây này là dây thun mấy bạn. Mình tận dụng đây để mà mình xài, chứ không phải là mình xài một năm rồi mình bỏ nha, không có. Một nhánh như vậy mình có thể chia ra rất là nhiều cái tay nha. Cái này là những cái tay của nó, cho nên cái tay của nó ra rồi mấy bạn nên để thưa gì nè, để cho nó đừng có đánh nhau. Nhiều lúc bão nó vô, không phải sao, bão nó vô bắt đầu là nó sẽ nó có cái nhánh đánh qua đánh lại, nó làm cho cái trái măng cầu mình sẽ bị hư nha. Đó, các bạn sẽ làm như thế này. Rồi hiện tại bây giờ đó là mấy bạn sẽ xem cái nhánh măng cầu này của mình đi. Hiện giờ giống như hiện tại mấy bạn ở bên Việt Nam, mấy bạn thấy có những cái bông như thế này nè. Đó, mấy cái bông vậy phải không? Mấy bạn sẽ để cho nó lớn lên, mấy bạn chấm bông. Những cái nhánh này không được chấm bông, mình cái bông này lặt bỏ hết. Nhưng mà hiện tại nó còn nhỏ thì mình đừng nên lặt, tại vì mình sợ mình lặt đứt luôn cái đọt nha. Nói mấy cái bông này mấy bạn không được chấm nha. Mình phải chờ mấy cái nhánh này nó đẻ trái. Mình phải chờ cho nó già ra. Nó già xong rồi mình cắt nhánh, mình mới cho nó đẻ trái nha mấy bạn. Mấy bạn đừng bao giờ mà có cái con chỉ cách trồng cái con buộc cái này nè. Rồi dạng cũng như mấy bạn nào mà cái dạng như là mình trồng năm đầu tiên á, mình trồng năm đầu tiên mà mình để mà mình ghép á, mình ghép năm đầu tiên, cái này là cũng hồi năm rồi mình ghép nha, năm rồi mình ghép nè. Nó mình buộc mình túm lại. Ví dụ như mấy bạn mà ghép xong rồi mà cái cây nó lên á, mấy bạn không biết sử không có cây tre thì mấy bạn cắm tre. Còn ví dụ như không có tre là mấy bạn phải cột lên nha, cột lên. Mình hiện giờ là cái cây này là cũng ghép hồi năm rồi, mới năm rồi nè, tại cái cây nó chết mà biết không. Nó mình phải cột nó lên cho nó đứng nha, các bạn phải cột lên cho nó đứng lên đó. Những người nào mà không thích làm cao á, thì mình làm thấp không sao. Mình với bạn, với mấy bạn mà thích làm thấp á, thì mấy bạn nên làm thấp nha. Còn mình á là mình thích làm cao làm bự nha, mình muốn cho nó nhiều tàn. Cho nên mấy bạn nào mà
thích làm thấp thì mấy bạn theo cái quy trình của mấy bạn làm thấp không có sao nha, chứ không có nhất thiết là phải theo mình phải làm cao. Và cái cây của nó hiện giờ nó như vậy nè, nó cong cong queo queo phải không, nó mình phải bẻ nó lại đó, mình bẻ nó nha. Mấy bạn muốn cho nó đưa vào hướng nào là nó sẽ nghe lời mình theo hướng đó. Tại vì ngay chăng cái mùa này là cái thân của cây của nó rất là mềm, rất là mềm nha. Là mình phải nhìn cái cây ở phía bên đây là chưa có nè, nó mình phải cho nó qua bên đây nha. Bên đây là mình có dây thẳng rồi nè. Như cái bạn nào mà muốn cái cây mình nhiều nhánh thì mình có thể làm như vậy nè, nó cách khoảng ra nha, cho cây nó thở, cây nó quang hợp nha. Mấy bạn nhất định phải cách khoảng ra nha, không cách khoảng không được nha. Mỗi nhánh là phải cách khoảng ra nè, để cho nó tốt à. Mình mà để nhiều quá, gặm gặp quá thì cái cây nó cái khó cây của mà. Nhánh nó chỉ là nuôi lá thôi chứ nó không nuôi trái nha. Mấy bạn đây. Nên cách khoảng ra để cho cái nó có không khí, nó thở, cho cái trái nó thở. Ai thích nhánh nhiều thì làm như vậy cũng được nè. Đó, mấy bạn cứ quấn như vậy, đó. Một cái cọng dây có thể làm lên rất là nhiều sự việc nha. Một cọng dây có thể làm lên rất là nhiều sự việc. Ví dụ như mấy bạn nào mà ở bên Việt Nam mà cái đường để gọng có uổng phí lắm nha. Mấy bạn nên quằn nhánh ra cho nó dài ra đi. Mấy bạn nên quằn nhánh ra cho nó dài nha. Tại vì cái nhánh mà nó dài á là mấy bạn có thể cắt cho một năm cho nó đẻ được 2 lần. Nhưng 2 lần đó thứ nhất là mình đều bán cho ngay Tết hết. Ngay Tết dưới mà qua Tết á. Là ở bên Việt Nam mình mấy bạn đừng bao giờ là cho đẻ trái vào tháng 4, tháng 5, đừng bao giờ nha. Tháng 4, tháng 5 đẻ trái không được nha mấy bạn. Tại vì cái cây mãng cầu này nó thích vào mùa lạnh nha. Cái cây mãng cầu nó thích vào mùa lạnh cho nên mình phải sử dụng. Miền Tây mình á là hôm gần Tết á là nó sẽ có gió Bắc. Gần Tết nó sẽ có gió Bắc nha. Là mình chỉ bán vào ngay Tết thôi. Không phải là ở miền Tây đó, ở Đài Loan này mình cũng bán ngay Tết. Mấy bạn thấy trên mà FB của mình đó. Mình bán trái cây mình cũng bán ngay Tết, hiện tại mình cũng không có trái cây nha. Nó cái nhánh nó như thế này. Nó bị gãy một bọt của tôi rồi. Cho nên á mình mấy bạn ví dụ như mình hiện tại cũng như là có một cái clip mình nói là ví dụ như là mấy bạn á, là lấy cái cây bông Đài Loan á, cái bông Đài Loan cắm Đài Loan là 6 tháng. Còn lấy cái cây bông mãng cầu ta á, cái cây bông mãng cầu ta mà cắm cái bông mãng cầu Đài Loan này là nó chỉ thu nó có 5 tháng thôi. Nhưng mà cái ý của mình không phải là nhất định mình phải sử dụng là cái cây bông mãng cầu ta mình cắm. Không phải là mình nghĩ là nhất định, có nghĩa là nếu như có thì mình hãy sử dụng, còn không có thì không sao nha. Nếu như có thì mình sẽ sử dụng là 5 tháng mình thu hoạch thì nó tốt hơn. Tại vì 5 tháng là mình sẽ là tiết kiệm lại 1 tháng để mà chăm sóc cây, mấy bạn hiểu không? Chứ không phải là nhất định mình phải chấm cái cây bà mãng cầu đà mãng cầu ta. Ví dụ như mình có thì mình làm, còn không có thì mấy bạn tận dụng cái cây bông mãng cầu Đài Loan, chấm mãng cầu Đài Loan thì vẫn được chứ không phải là không được. Mãng cầu Đài Loan chấm vào buổi nào thì tốt nhất? Thì mãng cầu Đài Loan này mà mấy bạn có mãng cầu ta, cái bông mãng cầu ta chấm là tốt nhất nha mấy bạn. Cái này là mình nói thật lòng, bản thân mình hiện tại bên Đài Loan mình cũng lấy cái bông mãng cầu ta mình chấm nha. Rồi dùng bông mãng cầu Đài Loan chấm bữa nào? Mãng cầu ta mấy bạn biết không? Mãng cầu ta mình chấm cái cây bông mãng cầu Đài Loan này là mình chỉ có 5 tháng là mình thu hoạch. 5 tháng thu hoạch là mình đã tiết kiệm đi 1 tháng kinh phí xịt thuốc sâu. Mình đã tiết kiệm đi 1 tháng kinh phí nha. Thứ nhất, 1 tháng là kinh phí mình đã xịt thuốc rồi. Cho nên mình bên hiện tại bây giờ mình bản thân mình cũng là xịt cái mãng cầu, lấy cái bông mãng cầu ta. Đây là cái cây mãng cầu ta của mình nè. Cái cây này là cái cây mãng cầu ta của mình nha. Tại vì mình nhiều lúc mình trồng xen kẽ một chút vài cây mãng cầu ta. Ví dụ như bạn nào mà có đất rộng á thì mấy bạn cũng không có trồng xen kẽ không sao. Tại vì bên mình á, hồi xưa cái cây này là hồi xưa là chủ vườn người ta đã trồng sẵn cho mình. Rồi mình vô mình thu, mình vô mình làm cho nên là nó đã có sẵn. Nó có sẵn hết rồi. Cho nên là mình theo công thức đó mà mình làm, mình không có đào lên nguyên cái đám vườn mà mình trồng lại. Cái này là đất của mình mướn nha mấy bạn, chứ không phải đất mình mua nha. Mình mướn nha. Thí dụ người ta trồng, người ta dùng bông mãng cầu Đài Loan, chấm mãng cầu Đài Loan rồi chấm buổi nào là tốt nhất? Và đậu trái nhiều nhất? Mấy bạn nên chấm vào buổi tối nha mấy bạn. Không được chấm vào buổi mãng cầu Đài Loan này là nó hoạt động vào buổi tối nha. Cái bông của nó là hoạt động vào buổi tối, mấy bạn không được chấm vào buổi sáng nha. Cái bông mãng cầu Đài Loan là mấy bạn cái phấn á, cái phấn của nó mấy bạn nó hoạt động vào buổi sáng, buổi tối nha.
không được chấm vào buổi tối, chấm vào buổi tối là nó chết chắc nha. Cái không đó không được chấm vào buổi tối, ở bên buổi sáng nha. Tại vì cái bông mãng cầu Đài Loan này nó hoạt động vào buổi tối, cho nên mình đi chấm bông mãng cầu Đài Loan, phấn mãng cầu Đài Loan thì nhất định phải chấm vào buổi tối nha. Mấy không được chấm bông? Ừ, không được chấm vào buổi buổi sáng. Quy trình sao? Mấy giờ hái bông? Ví dụ như mình nói vấn đề cũng như là cái bông mãng cầu Đài Loan, chấm vô mãng cầu Đài Loan nha, là mấy bạn khoảng chừng hiện tại, cái giờ hiện tại bên đây là gần 5 giờ, có nghĩa là mấy bạn phải chờ cái giờ của nó, cũng như là nó trời nó mát, trời nó mát nha, đợi trời nó mát xong rồi mấy bạn hãy đi hái bông, chứ không được hái vào buổi sáng và cũng không được hái vào buổi trưa, mà mấy bạn phải chờ vào thời buổi mát mấy bạn sẽ đi hái bông. Khoảng mấy giờ? Khoảng 5 giờ nha, coi mặt trời nha. Tại vì nhầm bữa trời chuyển mưa mình đâu biết được giờ nào nha trời. Tại vì cái giờ nhiều lúc cái giờ chuyển mưa sao mà mình biết được. Rồi hái bông rồi sao? Mấy bạn nhìn thấy như là trời mà nó ui ui á, trời mà nó mát á là mình đi hái bông. Khi mà mình hái bông á, không phải cái bông nào mình cũng hái, không phải không được. Tại vì mình hái bông á, mình chấm là mình phải lựa cái bông có phấn, chứ không phải là cái bông sống nha. Cái bông mà khi mà mấy bạn đi ra vô vườn hái á, thứ nhất mấy bạn phải nhìn cái màu bông đó, nó là màu vàng. Thứ hai nữa, ví dụ như cái bông nào nó cũng vàng hết á, là cái bông mà mấy bạn thấy nó nở ra ba gốc như vậy nha, cái ba gốc như vậy và nó màu vàng. Còn ví dụ mấy bạn cảm thấy là nó màu vàng, là không có, nó màu vàng mấy bạn không phân biệt được cái vàng của nó cái nào là nở cái nào, thì mình cứ lật cái bông đó ra mình nhìn. Ở bên trong cái nhị bông á, ở bên ngoài cái phấn bông nó trở thành màu nâu là mới được hái cái bông đó. Cái bông đó nó màu nâu mới được hái nha. Nó đổ thành màu nâu mới được hái, còn nó màu trắng là không được hái nha mấy bạn. Tại vì cái bông trắng là cái bông chấm, còn cái bông nâu là cái bông phấn. Các bạn hiểu không? Khi mà mấy bạn ví dụ hiện tại bây giờ mình nói mấy bạn, cũng như nhiều lúc mấy bạn không có hiểu được, thì mấy bạn cứ đi ra vườn. Mấy bạn cứ đi ra vườn mấy bạn xem cái bông mà buổi chiều á, khoảng 5-6 giờ chiều, có phải là nó màu nâu không? Cái bông màu nâu á là cái bông đó là cái bông chấm, còn cái bông mà màu trắng là cái bông màu nâu là cái bông phấn nha. Cái bông màu trắng là bông chấm nha mấy bạn. Cái này là hôm hổm mình lại mình ghép nha. Rồi đi hái xong rồi mấy giờ thì chấm bông? Ví dụ như mấy bạn hái xong rồi mấy bạn để cho cái phấn nó nở ra rồi, mấy bạn không được quyền dùng lấy giấy báo, phải lấy giấy lịch, mà giấy lịch thì phải lấy giấy lịch bóng nha. Rồi mấy bạn phải thứ nhất là chuẩn bị một cái cây giọt là cây giọt nhuyễn, thêm một cái cây cọ bằng lông. Khi mà mấy bạn đãi phấn xong rồi đó, mấy bạn phải lấy tất cả những cái bụi phấn, mấy bạn phải lấy cái bụi phấn đó chung vô đó để đi chấm bông nha. Rồi mấy bạn phải chuẩn bị sẵn một cái thùng nước đá nhỏ nhỏ như vậy nè, để mình để cái hộp phấn vô trong đó để mà mình chấm bông, chứ không có được cầm khơi khơi ra ruộng, để là cái hơi nó nóng lên là nó sẽ cũng, phấn của mình nó cũng sẽ bị chết nha mấy bạn. Phấn của mình là nó sẽ bị chết nha, chứ không có được để như vậy nữa nha. Rồi dạng cũng như mấy cái nhánh như vậy nè, phần của mình á bên đây cũng như là mình quàng độ, mấy bạn thấy cái cây của mình lúc nào mình cũng chừa 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tay hoặc là 10 tay nha mấy bạn. Một cây nha, khoảng 9-10 tay là chắc ok lắm rồi, không có cần phải nhiều nha, 9-10 tay nha. Những cái cây này á, lần này là mình cắt đầu chọc, mấy bạn nên nhớ nha. Những cái tay mà mình chừa á, những cái tay mình chừa ra như vậy nè, đó, cái tay mà mình chừa ra như vậy nè, mấy bạn phải nên nhớ, mấy bạn phải biết là mấy phải tuốt lá nha. Cái này là những cái lá nó ra, mấy bạn phải tuốt lá nó nha, tuốt lá nó mới được, không tuốt lá là nó không có được nha, không tuốt lá nó không có nghe lời mình nha, nó không có ra mầm nha. Tại cái này là mình quặn chậm, mấy bạn biết không, cái đọt nó ra, mấy bạn thấy không, cái đọt nó đưa lên là cái đọt nó ra nha. Nó ở trong nè, ở trong đây nó bắt đầu nó ra nhỏ hơn thôi. Tại sao? Tại vì mình quặn đọt trễ, tại mấy ngày nay mình mất đi làm, mình quặn đọt trễ nha. Nó mấy bạn nên nhớ phải quặn cho nó nằm ngang nha, còn cho nó nằm ngang. Còn cái này trong sát gốc quá, đừng để thấp quá, không để nha. Mình chừa dạng như mình chừa trừ hờ, bạn biết không, ví dụ như nhiều lúc mình quằn mà nó gãy á thì mình tạm bợ, mình lấy mình xài đỏ nha. Nhiều lúc cái nhánh nó quằn năm nay mình không có nhánh đẹp thì mình để như vậy đó, còn năm tới có đẹp thì mình chừa ra. Cái cây này là cây mãng cầu ta nha, cái cây này là cây mãng cầu ta của nhà mình nha. Thì mai mốt mình hái cái bông mãng cầu ta đó mình chấm đó. Ở bên hiện tại bây giờ ở bên Đài Loan này ai cũng chấm mãng cầu ta nha. Tại vì chấm mãng cầu ta là nó 5 tháng nó đã thu hoạch rồi. 5 tháng nó thu hoạch là nó sẽ tiết kiệm được 1 tháng kinh phí của mình nha, xịt thuốc sâu mình chăm sóc nó.
một tháng ở bên Đài Loan là mình phải xịt thuốc 4 lần đó nghe mấy bạn, lúc mà có trái nha. Một tuần lễ xịt 1 lần. Một tuần lễ là mình phải xịt 1 lần nha. 7 ngày xịt 1 lần.喂喂嘿你在你你走到那个神家那边妈妈还给我洗在你 哦好就你在那边等我哈啊我在太平不可以妈妈要工作啊拜拜 Các bạn thấy cái cây của mình không? Nó cái cây của mình nó lên là mình sẽ quằn những cái tàn nó như thế này nha. Các bạn nhớ là phải cho nó nằm ngang, không có được cho nó nằm xuôi. Như cái cây hiện tại, như cái cây này là của mình là 3 năm nè. Cái cây này của mình 3 năm nè. Cái cây này mình bằng quằn 3 năm mới thấy mấy bạn thấy không? Từ trong thân cây nha. Cây nó có cái nụ luôn nha. Từ trong thân cây nó lên mầm, mấy bạn thấy nó lên mầm không? Nó lên từ trong thân cây. Mấy bạn cho nó nằm ngang là từ trong thân cây nó ra. Mà mình thấy có nhiều bạn ở bên Việt Nam trong thân cây này á là nó không có nhánh, là nó chỉ có trên cái đọt thôi. Mấy bạn đừng nên chùa cho nó có sừng như vậy, giống như ra như trái chôm chôm không có được. Mấy bạn thấy không, nhánh của mình cắt nè, từ trong thân cây những cái mắt lá nè, nó ra, mấy bạn thấy không? Đây nó bắt đầu nó lú chồi từ trong thân cây ra, mấy bạn thấy không? Đây trong đây nó bắt đầu nó ra mầm nè, nó rồi bắt đầu lên nè, nó lên đây nó có mầm tất cả, nó tất cả mỗi mắt nó đều có mầm nha, mỗi mắt đều có, mấy bạn thấy không? Những cái này là sau này là mình cắt nhánh nè, mình cho nó đậu trái, không phải là đậu hết luôn, cắt xuống hết nha. Mình phải khoảng cách, cắt nhánh nữa nha mấy bạn. Mình phải khoảng cách nó ra cắt nhánh nữa nha. Đó, chỗ này nó trống nè, đó. Mấy bạn thấy không? Nó sẽ ra mầm từ từ, mấy bạn sẽ chừa nhánh như thế này nha. Mình thường á mình chừa hay lên khỏi cái đầu mình một chút xíu lắm. Tại vì mình lên đầu một chút xíu xong bắt đầu cái mình cắt nhánh nó cái bông nó sẽ sụ xuống tới đây nè. Bắt đầu cái mình đứng đây mình chấm nó dễ hơn. Khi mà mấy bạn chừa thấp mình phải quỳ xuống nữa, nó khổ lắm, cái giò mình chịu không nổi đâu nha. Mình quỳ từ sáng tới chiều sao chịu nổi nha. Mấy bạn nên cũng như làm. Ai thích mà nó thấp á thì mấy bạn để thấp. Còn mình á thì mình thích nó cao nha. Mình thích nó cao cho nên mình không có để thấp. Nó cao lên thì mình quằn xuống. Tại vì nó cũng như cái cây mà, cái cây là theo ý của mình đó, mấy bạn muốn quằn xuống là nó xuống à. Nó đơn giản lắm, nó nghe lời mình dữ lắm. Các bạn thấy mình quằn không? Nó ngang đó. Quằn một góc 45 độ cho lên đó, mấy bạn nhớ chùa nó hơi xéo xéo lên tí nha. Nó cho nó lên, cái ngọn nha. Nó chĩa lên trời cho nó hứng ánh mặt trời cho nó phát triển à. Còn quằn mà cái đầu nhánh nó xuống dưới đất thì nó kém phát triển hơn à. Mà chủ rồi. Cho nên mấy bạn nhớ nha, mấy bạn phải quằn thầu, đừng có mình á thì mình chừa nhánh cao lắm, mình thích chừa cao dài, có là một năm mình cho nó đẻ được 2 lần. Còn như dạng như mấy bạn nào mà có bông mãng cầu ta thì mấy bạn chấm bông mãng cầu ta. Còn như dạng như mấy bạn nào mà không có bông mãng cầu ta thì mình chấm mãng cầu Đài Loan thì vẫn ok. Mãng cầu Đài Loan thì 6 tháng mình sẽ thu hoạch nha. Mãng cầu ta thì nó chỉ có 5 tháng. Nó đơn giản là vậy đó. Mãng cầu ta thì 5 tháng, còn mãng cầu Đài Loan thì 6 tháng sẽ thu hoạch. Còn ví dụ như mấy bạn cắt nhánh á, cho đẻ trái là cho giờ đẻ ngay Tết nha. Nên cho đẻ ngay Tết, đừng có cho đẻ mà tháng 4, tháng 5 này nha. Tháng 4, tháng 5 này là cái tháng không được đẻ trái, cái tháng này là tháng nắng nha. Có trái thì nó cũng sẽ bị đen đầu, thứ có hai trái nó sẽ là bị nó cũng sẽ bị nứt đầu nghe, cái trái ăn không ngon nha. Cho nên cái mùa này mấy bạn nào mà ở bên bển hiện tại mà cây không có trái thì nên đi cắt đầu chọc đi nha. Nên đi cắt đầu chọc, mấy bạn nên cắt đầu chọc. Còn cây này là cây mãng cầu ta của nhà mình nha. Bạn nào muốn làm theo mình thì bây giờ bạn cắt đầu chọc đi, tới cái lúc cắt nhánh cho nó đẻ trái thì mình cũng sẽ quay, và tới lúc chấm bông mình cũng sẽ quay. Các bạn yên tâm, thì tới cái mùa nào thì mình sẽ quay cái mùa đó, nên các bạn đừng sợ mình không quay nữa. Thì ai muốn làm theo thì mình cứ làm theo, rồi tới cái mùa nào đó mình sẽ nói, mình sẽ báo để mấy bạn làm theo à. Theo quy trình là cắt, bây giờ đã cắt xong thì 4 tháng sau thì mình sẽ cắt tiếp để cho đẻ nó trái. Đẻ trái. Và mình cắt xong sẽ khoảng 28 ngày là mình có bông để chấm rồi. Mùa nắng thì 28 ngày nha. Còn ví dụ như mình cắt nhánh được 2 thì khoảng 30-32 ngày. Khoảng 30-32 ngày nha. Theo quy trình là nó như vậy.
rồi tới lúc chấm bông xong thì nó có trái xong thì coi như là mình đợi để thu hoạch nha. Đây. Còn dạng cái cây này mấy nè. Mấy cái chồi này nè, nó đã có bông rồi nè. Mấy bạn thấy có bông không? Nó đã có bông sẵn rồi đó, thấy không? Bông này thì rồi bứt bỏ nha. Mấy cái bông này là mấy bạn phải bứt bỏ, không được chấm bông này. Đừng chấm bông này nha. Nó trong đây nó cứ rất là nhiều bông, mình biết ở bên Việt Nam hiện giờ đang chấm mấy cái bông này nha. Mấy cái bông này là không được chấm, mấy chấm bạn bông này bỏ là vô dụng nha. Đây sau này mình cắt nhánh đẻ là mình sẽ chừa 3 mắt lá nè. Đây, 1 mắt nè, 2 mắt lá, 3 mắt lá mình sẽ cắt ở đây. Và tước lá. Cho nên ví dụ như mấy bạn nên nhớ là đừng có chừa cái bông để mà mình cắm nha. Hiện tại là mình nên cắt bỏ nha. Mình không chừa cái bông đó được, mình phải cắt bỏ nó. Và mình nên tạo cành, tạo dáng từ lúc nó còn nhỏ theo ý muốn của mình nha. Đây, cây là cây năm thứ 2 đây. Cây này là năm thứ 2 mình mới ghép nè, mà cái cây này là nó không có được đẹp nữa đó. Vì suy dinh dưỡng. Khi dinh dưỡng nè, nó không có được đẹp nè. Hơi quá nè, nó mệt quá nè. Cắt bỏ đi, cho nó lên từ từ. Cái này là cây suy dinh dưỡng của nhà mình nha, cây này là cây suy dinh dưỡng nè. Cây này cắt ngắn vậy ta. Cây này cắt ngắn quá nè. Thì để cho nó lên lại rồi điều chỉnh lại à. Cây này mình cắt ngắn quá nè. Con đi kiếm cây khác đi. Hôm nay mình dắt mấy bạn đây cái cây này nha, cái cây mãng cầu này của mình nha. Để mình cũng như cái cây này nè, cái cây này là cái cây là cây năm thứ gần thứ ba nè mấy bạn. Năm nay là bắt đầu năm thứ ba cái cây này nè. Mấy bạn thấy không, mình cũng vẫn chừa y gan như vậy, hai cành hai bên. Hai cành tẹt hai bên ha. Đây. Hai cành tẹt hai bên. Ví dụ như mình sợ thì mình cọc dây đó, mình cọc dây nè. Rồi nó sẽ ra những cái nhánh non và mình sẽ làm cái tay của nó nha. Làm cái gì nó cũng có một cái công thức riêng hết trơn. Nó có cái quy trình của nó nha mấy bạn. Nó có quy trình của nó hết trơn à. Mình ví dụ như mình chừa dài ra thì nó sẽ được nhiều trái nha. Mình chừa dài ra thì nó sẽ được nhiều trái thôi chứ đừng có lo nha. Tại vì ví dụ như mình chừa nhánh ít quá là nó không có cái trái của nó rất là ít nha. Nó mình không có cho nó đậu trái nhiều được, tại vì cái nhánh của nó ít mình cắt nhiều quá cũng không được, mình cũng phải chừa nhánh để cho nó chừa nhánh để mà nó nuôi thân cây với nó nuôi trái nữa nha. Cho nên mình ở bên đây thường thường là mình làm dài ra như vậy đó. Thì ví dụ như bạn nào mà muốn thích làm dài thì mình làm dài, còn mấy bạn nào dạng như không thích làm dài thì mình làm ngắn cũng không có sao nha, tùy theo ý muốn của mình, nhưng mà tốt nhất mình nên tạo cành cho nó theo ý muốn của mình nha. Cái cây này nó rất là tạp nha mấy bạn, nó lên nhánh rất là nhanh nha. Cây này là dạng cây nhánh ghép, nó rất là nhanh đó. Hiện giờ nhánh của mình nó sẽ ra rồi đó nha. Đó, nhánh mình nó ra bắt đầu tới tháng 7 nha. Mình có mấy cái đám vườn kia thì mình mới cắt nhánh đầu chọc xong thôi, nó chưa có ra mầm đâu, nó cũng vẫn chưa ra mầm nha. Đó, mấy bạn cứ quần như vậy. Còn cái nhánh này thì quần qua bên đây. Nhánh này nó quần, cứ quần qua bên đây nha. Như vậy nha, ở bên Việt Nam mình nó cũng có mấy cái dây mềm như vậy nè, hoặc là mấy bạn sử dụng dây lông nha. Dây lông thì nó sẽ mau mục hơn, còn mình sử dụng dây này thì nó lâu mục hơn. Dây này ở bên mình xài 3-4 năm là vẫn ok, bình thường không có gì hết á. Nhớ cột là đừng cột sát cho thân cây nha, đừng bao giờ cột sát cho thân cây. Tại vì cột sát cho thân cây cái cây nó lớn lên á là cái cọng dây nó sẽ siết nè, siết vô cái thân cây nha, không có được nha. Nhớ quằn nó xuống. Nó nhổng lên thì mình quằn nó xuống. Mấy bạn đừng có tưởng là nó cao như vậy nha. Tới lúc mà nó có trái nó sẽ quằn xuống nữa. Tới lúc đó mình mắc chổi lên nữa đó nha. Tới lúc đó mình mắc lấy tre mình chổi lên nữa đó. Mấy bạn đừng thấy là nó cao như vậy là nó cao nha, nó không cao đâu nha. Tới lúc nó có trái là trái nó sẽ tự quằn xuống nha. Còn mấy bạn bên Việt Nam mấy bạn chừa lùn quá, tới lúc có trái nó sẽ xẹp cái cây xuống, nó còn lùn nhựa nha. Đó, mấy bạn cứ để lên như thế này nha. Đây, tại vì sao mà mình quằn nhánh thưa như vậy? Thứ nhất là mình dễ xịt thuốc. Thuốc men mình xịt vô là nó thấm vô lá liền. Thứ hai nữa là không có sâu bọ nào nó vô được, tại vì nó mình thoáng mát. Nó không có ủ nha, sâu bọ nó không có ủ nha, thoáng mát nha. Đây nè, thoáng sâu bọ thì cũng khó, vô xịt thuốc vô là chết ráo. Tại vì cái cây này, cái miếng đất này là mình mướn của người ta, là năm nay là bắt đầu là năm thứ ba nha mình. Hồi xưa nó xấu lắm chứ không phải được gì đâu. Hồi xưa nó xấu lắm cho nên mình hiện tại là mình quằn nó nha. Mấy bạn thấy cây này bự của mình ha. Cái cây bự này của mình nè, mình quằn nó ra rồi mấy bạn thấy không? Cây có rộng rãi vậy nó cái trái nó sẽ lớn hơn cái cây mà nó bị rậm. Cây bị rậm thì trái nó không có lớn. Mình thấy cho mấy bạn cây xem cây mãng cầu ta của mình ở đây nha.
Đường này là mình chưa xử lý cỏ nè, tại công việc mình chưa xử lý nha. Đây là cây mãng cầu ta nha mấy bạn. Ví dụ như cây mãng cầu ta với cây mãng cầu Đài Loan nó khác nhau là sao mấy bạn biết không? Cây mãng cầu ta hiện tại bây giờ nó ra bông là mình có được quyền chấm bông. Hiện tại nó có bông rồi nè. Đó. Mấy bạn thấy cái cây mãng cầu ta của mình hiện giờ nó có cái bông không? Nó bây giờ là bông nha. Nhưng ví dụ như mãng cầu cái bông mãng cầu ta như vậy mình có thể chấm bông được rồi đó. Nhưng mà cái mãng cầu Đài Loan là không được chấm bông. Mãng cầu Đài Loan cái bông là mình phải lặt bỏ. Nhưng mà mãng cầu ta là nó có bông như vậy là mình được quyền chấm bông rồi đó nghe, để mình đậu trái. Nhưng mà nói cho mấy bạn nghe, để mình cho mấy bạn xem cái bông này. Cái bông này ở bên trong nó như thế này nha. Nó nở ra là như thế này. Đây. Ở trong nó có những cái nhị như thế này nè. Nó có ở bên trong cái bông nào nó cũng có nhị, mấy bạn thấy cái nhị bông của mình không? Mình đâu có xịt thuốc đâu, mình chỉ xịt thuốc có một lần mà nó không có bị bệnh, bạn thấy không? Nó rất là non, nó rất là đẹp bông nha. Cái này là mình chỉ xịt thuốc chỉ có một lần thôi, mình từ lúc cắt đầu trọc tới bây giờ nha. Nhưng mà tới lúc mà mấy bạn mà đi lấy phấn á, là mấy bạn sẽ thấy có mấy cái này phải không? Mấy bạn đi lấy cái bông ở mãng cầu á, vào buổi chiều, mấy bạn nhớ vào buổi chiều nha. Vào buổi chiều, mấy bạn phải nhìn cái bông của nó là phải màu phấn, màu vàng, nó sẽ trở thành một cái màu nâu nha mấy bạn. Mấy bạn phải mới hái nha. Mình đang nói cái bông này là cái bông mãng cầu tai mấy bạn. Ôi cây mãng cầu Đài Loan nha. Mãng cầu Đài Loan mấy bạn đi hái buổi chiều á, mấy bạn nên nhớ là nhìn cái chỗ này nè, nhìn cái bông này nè. Buổi chiều đi hái mấy bạn nhớ nhìn cái bông này là nó trở thành màu nâu mấy bạn mới hái nha. Màu nâu nó mới hái, còn cái màu trắng như vậy là cái bông chấm nha. Mấy bạn mà đi hái bông, mấy bạn mà đi hái cái bông mà cái nhị mà nó màu trắng như vậy á là không được. Nó sẽ không bao giờ đậu trái mấy bạn. Chấm nó rất là méo. Mấy bạn mà đi hái bông nhất định phải lựa cái nhị nó màu nâu mới được. Cái nhị nó màu nâu mình không cần làm gì nó hết trơn á, mình không cần quét, nó sẽ tự bung. Nó sẽ tự bung và nó sẽ tự gớt những cái phấn này ra cho mình. Mấy bạn thấy không, cái nó màu trắng mình phải quét nó, mình phải quét nó mới gớt nha. Phải quét nó mới gớt xuống. Còn ví dụ như cái màu mà nó nâu á, cái bông chín á, mình không cần đụng nó đâu, nó sẽ tự bay ra, nó sẽ tự gớt. Mấy bạn nên nhớ đi lặt bông là phải lựa cái bông mãng cầu Đài Loan nha. Cái bông mãng cầu Đài Loan mấy bạn phải nhìn cái nhị nó thành màu nâu mới được hái xuống. Và đi hái nó là đi hái vào buổi chiều. Phải hái nó vào buổi chiều nha. Hái vào buổi chiều và chấm bông là phải bông buổi chiều luôn, phải chiếu đèn đi chấm bông. Phải thủ sẵn là cái bóng đèn đi chấm bông nữa nha. Có nghĩa là 5 giờ đi hái bông, 6 giờ xong mấy rồi. Mấy bạn có thể là đem lên ruộng, cứ vô như mấy bạn lựa một cái chỗ nào đó bóng mát. Mấy bạn hái bông xong còn mấy bạn để dưới đất cũng được, hoặc là mấy bạn có một cái xề, cái gỗ nào đó mấy bạn đem xuống mấy bạn để dưới đất xong rồi bắt đầu mấy bạn cứ để đó. Rồi để cho nó từ từ nó bung ra xong rồi mấy bạn cứ tiếp tục đi hái bông của mấy bạn. Mấy bạn đem lại để vô cái xề khác nha, để cho cái xe khác xong rồi nó từ từ nó bung ra, nó bung mấy bạn mới lấy phấn được. Chứ đừng có đổ dồn vô, đừng có đổ dồn giống như đổ lúa như vậy là không được. Cái bông nó cái này nè, nó những cái trên cái thân mình nó như gì mình mắt thường mình nhìn vô nó không có gì hết. Nhưng cái này nó rất là nhám nha mấy bạn. Cái này nó rất là nhám, cái bụi phấn nó sẽ dính vô đây. Nó dính vô đây biết là cái bụi phấn nó sẽ bị hết, nó hết bụi phấn xong là mình đi chấm bông là nó sẽ vô tác dụng. Tại vì mình chấm bông không phải là cái hột nhị này không có ăn nhầm, nó chỉ ăn nhầm đi cái bụi phấn thôi. Quan trọng nhất mấy bạn phải giữ lại cái bụi phấn nha. Đừng có cho cái nhị đó dính vô cái này, nó sẽ hút hết tất cả những cái bụi phấn của mình là không có được. Cái này là cái quan trọng lắm. Còn thêm cái này nữa, nó mấy bạn mà ủ nhiều bông quá, cái này nó sẽ phát sinh ra nóng. Cái hơi nóng là từ trong đây nó phát ra nha. Coi như nó đang hoạt động, bạn hiểu không? Nó đang hoạt động. Giống như cái máy mà nó đang hoạt động sẽ bị nóng, mấy bạn không tin. Mấy bạn được quyền hái như là hái bông, mấy bạn đổ chung vô một cái gỗ đi, đổ chung vô đó mấy bạn khoảng chừng 5-10 phút mấy bạn thò cái tay vô nó sẽ có hơi ấm phát ra, là từ trong cái nhị bông những cái cánh hoa này nó phát ra hơi nóng nha. Và cái hơi bông này nó sẽ phát ra mùi rượu nữa nha. Nó sẽ phát ra mùi rượu luôn mấy bạn. Dù không tin mấy bạn có thể là sử dụng, ví dụ mấy bạn chấm bông xong rồi mấy bạn hái bông để chung vô đi, để chung vô khoảng 5-10 phút mấy bạn cầm cái bông lên mấy bạn thử đi, nó sẽ phát ra mùi rượu. Đó là cái bông nó đang hoạt động, cho nên mình đừng bao giờ đổ chung vô xong. Thứ nhất cái bông nó sẽ bị nám nữa nha, nó sẽ bị nám, nó có một cái màu đỏ, nó bị nám đỏ đó, bị nám đen đó là không được. Cái bông nó không sử dụng được, cái bông nó sẽ bị hư nha. Tại vì lấy phấn rất là tỉ mỉ, cho nên là hiện tại vườn mình không có bông, không có những cái bông bự như thế này để mà mình lấy. Ví dụ trong thời gian gần đây mình có một cái đám mãng cầu ta, ví dụ mà nó có bông á, mình sẽ hy sinh nha. Hy sinh một đợt bông đầu mình sẽ hái xuống, rồi mình sẽ dạy mấy bạn cách lấy phấn lấy bông như thế nào. Cho nên hiện tại bây giờ là mình không có dạy mấy bạn được. Cho nên mình biết ở bên Việt Nam hiện tại bây giờ ai cũng muốn là chấm bông, lấy phấn như thế nào, rồi là
lấy phấn làm sao để mà cho có trái nó đẹp. Thật ra mình cũng muốn giúp mấy bạn nha, cho nên từ đây về sau dần như mỗi ngày mình sẽ đăng lên một cái clip để mà mình dường như mấy bạn muốn yêu cầu về vấn đề gì, dần như mình biết thì mình sẽ chỉ dẫn cho mấy bạn có thể làm. À, để mà mấy bạn mà tham khảo nha, mấy bạn tham khảo nha. Thật ra là 27 tay này mình cũng muốn về Việt Nam, nhưng thật ra dịch bệnh của mình về không có được, với vườn của mình không có thể về vô. Mình mà về tới Việt Nam mình sẽ đi tới vườn của mấy bạn để mà mình hướng dẫn cho mấy bạn cách làm như thế nào để thì nó an toàn hơn khi mà mấy bạn nhìn những cái clip nha. Thôi bye bye, tạm biệt nha, mình còn phải đi cứ con mình nữa kìa. Tạm biệt, bye bye.